3 loại dầu ăn tốt cho tim mạnh mà không phải ai cũng biết. Nhiều người cho rằng để giảm mỡ máu thì cần từ bỏ các món ăn sử dụng dầu ăn. Thực tế, điều quan trọng đó là chọn loại dầu ăn phù hợp và thực phẩm chứa chất béo lành mạnh không bão hòa. Một số loại dầu thực vật khi sử dụng vừa đủ trong bữa ăn hàng ngày đã được chứng minh là có lợi cho tim mạch, giúp làm giảm cholesterol xấu LDL và làm tăng cholesterol tốt HDL, từ đó ngăn ngừa bệnh tim mạch và các biến chứng nguy hiểm khác. Thứ nhất, dầu ô liu. Dầu ô liu là một phần trong chế độ ăn uống Địa Trung Hải, giúp kéo dài tuổi thọ và tốt cho tim mạch. Dầu ô liu nguyên chất chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức cholesterol xấu và ngăn chặn sự gia tăng của mỡ máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và mạch máu. Thứ hai, dầu bơ. Dầu bơ chiết xuất từ quả bơ có nồng độ chất béo không bão hòa đơn cao nhất, cùng với omega 3 và chất chống oxy hóa, mang lại lợi ích chống viêm và tốt cho tim mạch. Dầu bơ còn chứa các chất chống oxy hóa lành mạnh mà cơ thể không thể tự tạo ra, tốt cho mắt, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt liên quan đến tuổi tác. Loại dầu này còn cung cấp vitamin E dồi dào, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và cải thiện làn da. Thứ ba, dầu hướng dương. Được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đưa vào danh sách những loại dầu ăn tốt cho tim mạch. Dầu hướng dương là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như là chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện bệnh Alzheimer. Sử dụng các loại dầu này trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tim mạch và cải thiện chất lượng cuộc sống.